Thông điệp của Thượng đỉnh BRICS tại Nga gửi đến thế giới là gì? Hội nghị Thượng đỉnh BRICS và BRICS Plus đang diễn ra tại thành phố Kazan, Nga, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế và mang thông điệp chính trị quan trọng từ nước chủ nhà. Hội nghị diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 10 với chủ đề Tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu công bằng, tạo điều kiện để các quốc gia BRICS thảo luận về nhiều vấn đề cấp bách như xung đột Ukraine, tình hình Trung Đông và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, nhân đạo. Không chỉ có chương trình nghị sự đa dạng, hội nghị còn là cơ hội để Nga gửi đi thông điệp chính trị mạnh mẽ. Nỗ lực vô hiệu hóa sự bao vây và cấm vận từ phương Tây. Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết 36 phái đoàn quốc tế và 6 phái đoàn tổ chức quốc tế đã đến tham dự hội nghị, trong đó có 22 đoàn cấp cao. Tại đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành nhiều cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Iran. Theo các chuyên gia, từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, phương Tây gia tăng áp lực cấm vận và cô lập Nga. Tuy nhiên, việc nhiều quốc gia tham gia hội nghị là minh chứng rằng họ vẫn coi Nga là đối tác quan trọng. Quy mô của hội nghị khẳng định uy tín quốc tế của Nga, đồng thời gửi đi thông điệp rằng chính sách cô lập từ phương Tây đã không đạt hiệu quả như mong muốn. Về kinh tế, sự hiện diện của các quốc gia mạnh như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ tại hội nghị mở ra cơ hội hợp tác kinh tế thương mại, giúp Nga tạo động lực phát triển và vô hiệu hóa các lệnh cấm vận. Theo số liệu từ chính phủ Nga, kim ngạch thương mại Nga-Trung trong nửa đầu năm 2024 đã vượt 65 tỷ USD, chủ yếu từ xuất khẩu dầu khí, cho thấy Nga đang đóng vai trò quan trọng trong cung cấp năng lượng cho Trung Quốc. Trong lĩnh vực tài chính, Nga đang thúc đẩy một hệ thống tài chính quốc tế mới cho các quốc gia BRICS nhằm giảm thiểu tác động của lệnh trừng phạt phương Tây và chấm dứt sự phụ thuộc vào đồng USD. Nền tảng thanh toán này dựa trên công nghệ blockchain và các mã thông báo kỹ thuật số được hỗ trợ bởi tiền tệ quốc gia, giúp giao dịch quốc tế dễ dàng và an toàn hơn. Định hình một trật tự thế giới đa cực, BRICS và BRICS Plus là các thuật ngữ ngày càng phổ biến, đại diện cho sự hợp tác ngày càng mạnh mẽ giữa các quốc gia ngoài phương Tây. Kể từ hội nghị đầu tiên tại Nga vào năm 2019, tình hình quốc tế đã thay đổi đáng kể với sự lớn mạnh của các nước đang phát triển. Những liên minh ngoài phương Tây đang nỗ lực đóng vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Một số yếu tố chiến lược có thể rút ra từ Thượng đỉnh BRICS 2024 tạo tiền đề cho sự gắn kết và định hình một trật tự thế giới đa cực. 1. Sự trỗi dậy của các quốc gia ngoài phương Tây. Trong nhiều thế kỷ, các nước phương Tây thường nhìn nhận các quốc gia khác là kém phát triển. Tuy nhiên, sự vươn lên của các nước đang phát triển đã khẳng định vị thế của họ. 2. Suy yếu của phương Tây và sự nổi lên của các quốc gia mới. Trong bối cảnh chính trị và an ninh hiện nay, ảnh hưởng của phương Tây đang suy giảm với những chia rẽ nội bộ, đặc biệt từ vấn đề Ukraine. Đây là cơ hội để các quốc gia mới nổi tận dụng và phát triển vai trò của mình. 3. Sự vũ khí hóa trong mọi lĩnh vực. Xung đột không chỉ diễn ra trong quân sự, mà còn trong các khía cạnh kinh tế, thương mại và công nghệ. Các quốc gia ngày càng sử dụng các biện pháp tinh vi để bảo vệ lợi ích của mình. 4. Sự lỗi thời của chủ nghĩa đa phương cổ điển. Cơ chế đa phương truyền thống gặp nhiều thách thức. Điển hình là vai trò hạn chế của Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết vấn đề toàn cầu. Hợp tác đa phương giờ đây tập trung nhiều hơn vào các liên minh khu vực và mục tiêu cụ thể. 5. Gia tăng các mối đe dọa chung. Từ các vấn đề an ninh phi truyền thống như đại dịch và biến đổi khí hậu, đến an ninh truyền thống như xung đột quân sự và khủng bố, thế giới cần sự hợp tác quốc tế. Các quốc gia không thể tự mình đối phó với các thách thức này và sẽ phải tăng cường hợp tác. Dù phương Tây hiện vẫn chiếm ưu thế, các nước đang phát triển, đang tạo dựng các liên minh mạnh mẽ dựa trên công lý và luật pháp mới, định hình một thế giới đa cực và công bằng hơn.